mình ơi, hôm nay đã bước sang ngày thứ 5 của 5 ngày uống sinh tố xanh thanh lọc cơ thể. Thì trong ngày hôm qua là ngày thứ 4 thì em có 2 bữa là uống sinh tố, có nghĩa là bữa sáng và bữa trưa uống sinh tố này. Còn bữa tối thì có ăn một món salad rau xanh. Và trong ngày thì khi mình đói thì mình ăn hoa quả và ăn các loại hạt, sau đó là mình có ăn uống thêm sinh tố nữa. Có nghĩa là Emma luôn lắng nghe nhu cầu cơ thể của mình, khi nào đói là phải ăn, khi nào khát là phải uống, chứ không bao giờ để cho mình mệt. Cho nên các bạn trong cái thử thách này các bạn luôn luôn lắng nghe nhu cầu cơ thể của mình nhé. Thì hiện tại xong 4 ngày thì Emma cảm thấy cơ thể rất là nhẹ nhõm, người rất là nhẹ nhõm này, mà mình cảm thấy cái da của mình nó cũng rất là sáng ra rất là nhiều. Người mà cái hệ tiêu hóa của mình cũng rất là tốt, các bạn thấy là bụng của mình bắt đầu nó cũng nhỏ nhỏ rồi đấy. Tuy nhiên trong quá trình mà tham gia cái thử thách này thì cơ thể các bạn có khả năng là mình sẽ có thể là giảm cân này, mình có khả năng là người mình cảm thấy rất là nhẹ nhõm này, không bị nặng nề này. Tuy nhiên mà để cho cái cơ bụng của mình được săn chắc này và cơ thể của mình săn chắc thì các bạn phải nên đi phòng gym ít nhất là 30 phút mỗi ngày để tập luyện, thì các phần trên cơ thể của mình mới săn chắc được các bạn nhé. Mình có tập luyện thì mới săn chắc được. Vậy thì trong 5 ngày tham gia thử thách này thì em có tập luyện như sau. Ngày hôm thứ 2 ngày đầu tuần thì tập gym, tập ở phòng gym 30 phút tập tạ này. Ngày thứ 3 thì là mình chạy vòng quanh bờ hồ tập 70 phút, chạy vòng quanh bờ hồ này khoảng 10 cây số gì đó. Ngày thứ 4 thì mình nghỉ này, ngày thứ 5 thì mình chạy này, ngày thứ 6 thì hôm nay có đi gym 30 phút này. Và cứ thế mỗi ngày để tập cho mình một thói quen ăn uống tốt. Thì vừa tập vừa ăn uống thì mình vừa cảm thấy khỏe mạnh mà cái cơ thể của mình nó cũng săn chắc các bạn nhé. Hôm nay là ngày thứ 5 thì cái món sinh tố của mình sẽ có cái vị chuối các bạn ạ. Thì mình sẽ gồm có 2 nắm tay rau spinach này, 2 quả chuối này, 1 quả táo này và 2 quả kiwi. Thì các bạn em đã chuẩn bị sẵn cho hết là túi này rồi, bây giờ chỉ cho vào để mình xay cùng rất là tiện. Thì mình chọn cũng là một thìa hạt lanh nhé, cho vào nghĩa là những cái món yêu thích này. Và một thìa bột protein này, bởi vì mình là người tập luyện cho nên là cần bổ sung thêm protein thành trong bữa ăn cho nên giàu dinh dưỡng. Còn nếu như các bạn mà không có bột protein nhất thiết phải cho nhé, đối với những bạn có thời gian tập luyện. Cho một thìa vào. Mình sẽ đổ nước như bình thường mà mình cho máy xay nhé. Vậy là mình đã có xong rồi cả nhà ơi. Hôm nay là ngày thứ 5 nhé. Mời cả nhà sinh tố xanh. Vị ngon chưa cả nhà ơi? Vậy là hôm nay em cũng uống món sinh tố này cho 2 bữa hoặc là 3 bữa tùy theo nhu cầu cơ thể của mình, để cảm sau hôm nay mình cảm thấy thế nào để mình uống. Thì trong quá trình các bạn mà tham gia cái thử thách 5 ngày uống sinh tố xanh này, các bạn luôn lắng nghe nhu cầu của cơ thể của mình. Các bạn có thể uống một ngày 3 bữa sinh tố xanh như thế này, hoặc là các bạn có thể uống 2 bữa trong ngày, hoặc là các bạn có thể uống ít nhất một bữa trong ngày, vì đây nó tạo cho mình một thói quen uống sinh tố thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố rất là tốt. Nên là em chúc các bạn thành công. Các bạn có những câu hỏi gì trong quá trình tham gia thử thách, các bạn nhắn tin bên dưới, em sẽ hỗ trợ đồng hành cùng các bạn. Và chúc các bạn thành công. Các bạn luôn luôn lắng nghe cơ thể của mình cần gì, mình cần bổ sung thêm các bạn nhé, không để cơ thể mình bị mệt các bạn nhé. Đấy là cái chìa khóa để thành công trong tất cả mọi thử thách đó. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn Emma sẽ thông báo kết quả các bạn sau cho ngày mai nhé. Bye bye và hẹn gặp lại.